Cậu ấy đẹp trai quá. Cậu ấy phải thuộc về mình. Tớ có quà cho cậu này. Thanks. Cảm ơn nhé. Chỉ ta mới được tặng quà cho cậu ấy thôi. Hey. Ôi không, bánh hỏng hết rồi. Oh no. Sao cô dám? Mình đói quá nhưng mình không có tiền ở đây. Mình có bánh này. Bạn ăn đi. Thank you. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đến lượt ta rồi. Ôi không, bánh cứng quá. Cái gì thế này? Ôi không, răng của tớ. Răng của cậu gãy rồi kìa. Trông buồn cười quá. Này thì buồn cười này. Ôi tóc của tớ. Giờ thì ai buồn cười hơn nào? Rõ là ai đang bị ngã rồi. Nói lại xem nào. Không đấy sao nào? Định làm gì nhau? Stop. Dừng lại ngay. Hai đứa dừng lại ngay. Cả hai sẽ bị phạt ở trong tù một ngày. Nhanh cái chân lên nào. Nóng, nóng quá. Tôi không chịu được mất. Nóng chết mất thôi. Lạnh quá. Lạnh run cầm cập rồi. Ôi da, đau bụng quá. Bồn cầu nóng quá. Làm thế nào bây giờ? À, có cách rồi. Wow, dễ chịu hẳn. Lạnh quá, làm thế nào bây giờ? Chết rồi, cái mông của mình. Ui da, dính vào bồn cầu rồi. À, có cách rồi. À, bồn cầu vỡ mất rồi. Nhanh nào, lại đây nào. Tập thể dục đi. Được thôi. Ở kia có xích đu kìa. He he, mình có ý này. Oh my god. Ôi không, cứ với. Đến giờ ăn rồi. Kem này. Thank you. Đồ ăn của cô đây. Oh my god. Ôi không, kem chảy hết rồi. Gà của tôi, nó thành tảng băng rồi. Hey. Này, lại đây, tôi có một ý. Có chuyện gì? Chúng ta sẽ hối lộ quản giáo để đổi phòng cho nhau. Quản giáo, quản giáo. Có chuyện gì? Tôi sẽ đưa anh một cái bánh. Anh chuyển phòng cho chúng tôi nhé. Được thôi. Bánh của anh đây. Kem hết chảy rồi này. Kem ngon quá. Wow. Gà tan băng rồi đây. Gà quay ngon quá. Oh my god. Anh là ai vậy? Đừng nói nhiều, đi theo ta. Cứu chúng tôi với.
im miệng hết cả đi. Bình tĩnh nào, tôi có một kế hoạch. Ok. Chết rồi, chúng tháo được dây trói rồi. Nhận lấy này. Để tôi cởi trói giúp bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc mừng hai em rất dũng cảm. Thank you. Chúng em cảm ơn cô. Cùng mặc đồ mới nào. Wow. Wow. Ngủ ngon quá. Có bàn chân bước đến. Wake up. Mấy giờ rồi? Gấp chăn vào. Đây được chưa ạ? Khò khò. Bú sữa nhé. Bài này đi. Ew. Giọng ngang quá. Bị mắng rồi. Thương ghê. Thích quá. Con ngồi đây nhé. Xinh chưa? Mommy. Mẹ ngồi đây nha. Trông sợ quá. Bẩn quá. Oh, no. Mệt ghê. Mommy. Điểm con cao chưa này? Tức thật. Bé Ruby mang điểm F về. Nhiều bài kiểm tra quá. Good job. Why over there, but you know what? It's fine. Yes, sir. Wow. Đẹp quá. Thank you. Mẹ yêu con. Rồi. Chó tha con gà chạy mất tiêu. Gà của tôi đâu rồi? Ngon đấy. Cứu tôi với. Tiếng khóc kìa. Dừng lại ngay. Hãy xem đây.
tay vào. Hãy đền gà của tôi đi. Hãy tha cho con tôi. Cũng hợp lý đó nhỉ. Mồm to quá. Mẹ Squid bị ăn thịt rồi. Sao mi dám? Let her out. Dẫm cho hỏng bụng này. Đau bụng quá. Chuyện gì vậy? Chóng mặt quá trời ơi. Ew. Mẹ có sao không? Còng tay vào tù nhé. Váy cũ rách hết rồi. You need to change your clothes. Mẹ con xinh quá. Hẹn các em ở tập sau nhé. Chào mừng các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ gặp gỡ các chị em Barbie nghèo nhưng rất chăm chỉ và tốt bụng nhé. Chú báo thức treo rồi. Chị cả Barbie thức dậy đi sớm và vào chuẩn bị mặc đồ đi làm. Barbie làm việc ở cửa hàng tạp hóa với bộ đồng phục có tập dề đỏ đấy các bạn ơi. Barbie thật chăm chỉ phải không nào? Nice. Barbie đi tới chỗ làm, không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Ôi không, cơn mưa đã kéo tới. Đi mau kẻo ướt Barbie ơi. Barbie Hello. Tới chỗ làm và thay ca làm cho cô đồng nghiệp. Một bà lão vào hỏi. Tôi có thể ở đây trú mưa hay không? Yes, madam. Vâng, thưa bà. Barbie trả lời và mang ghế ra mời bà lão ngồi cho đỡ mỏi chân. Barbie thật ngoan phải không các bạn? Hết ca làm việc của Barbie rồi. Ôi, bà lão để quên túi xách. Barbie vội chạy theo để trả lại túi cho bà. Bà cảm ơn và mời Barbie tới dự tiệc tối bà tổ chức. Barbie cảm ơn bà và xin phép dẫn theo các em gái. Bà lão đã đồng ý. Barbie về nhà rủ các em gái đi dự tiệc. Các chị em đều vô cùng háo hức. Tới nhà bà lão rồi. Chúng cháu chào bà. Hãy làm váy mới cho các cô gái ngoan này nhé. Bà cụ nói với nhà thiết kế.
Chúng mình cùng nhà thiết kế làm những chiếc váy xinh đẹp cho Barbie và các em nhé. Đầu tiên là chiếc váy cho Barbie. Đây sẽ là một chiếc váy dài phong dáng công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Chúng mình sẽ tô kết hợp màu hồng neon ngọt ngào, màu tím dịu dàng và hồng sáng tràn đầy sức sống cho thân trên của váy. Sau đó dùng bút dạ trắng chấm lên để tạo cảm giác lấp lánh cho chiếc váy. Trang trí phần thân váy với giấy 7 sắc cầu vồng và một chiếc nơ hồng xinh xắn ở eo. Đính thêm những viên đá 7 màu lên thân váy cho rực rỡ nào. Mặc cho Barbie thôi. Wow, Barbie thật xinh đẹp và lộng lẫy phải không nào? Nice. Tiếp tới, chúng mình sẽ làm váy cho ba em gái của Barbie. Váy cho các em nhỏ sẽ có kiểu dáng đơn giản và thoải mái để các bé dễ vận động, vui chơi nhưng vẫn vô cùng dễ thương và ngọt ngào, với họa tiết nơ xinh xắn và phần viền áo mềm mại. Tô màu xanh da trời trẻ trung cho chiếc váy đầu tiên. Tay áo, cổ áo và chiếc nơ nhỏ sẽ có màu hồng trẻ trung. Chiếc váy thứ hai sẽ có màu hồng chủ đạo. Màu hồng luôn là màu dễ thương nhất trong các màu phải không các bạn? Phần ren nên điểm xuyến màu hồng nhạt để chiếc váy thêm xinh xắn. Còn chiếc váy cuối cùng sẽ có màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời nhé các bạn. Hãy tô và vẽ thêm một số chi tiết nhỏ xinh xắn cho những chiếc váy thêm phần dễ thương nhé các bạn ơi. Những chiếc váy đã hoàn thành, hãy mặc cho các em bé nào. Ôi, đẹp quá! Dễ thương quá trời! Tuyệt vời! Wow, các chị em Barbie trông những chiếc váy mới thật xinh đẹp và dễ thương làm sao? Bà lão ra và giới thiệu con trai bà tới làm quen với Barbie. Hello. Chàng trai đã tỏ tình và muốn hẹn hò với Barbie và Barbie đã đồng ý. Yes, thank you. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Gia đình Sayako và Frankenstein sắp đón chào thành viên mới. Wow, một bé gái thật xinh đúng không các bạn? Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, sinh nhật 1 tuổi của cô bé Sayako đáng yêu. Xin chúc cô bé những điều tuyệt vời nhất nhé. Ôi, tiếng cười của Sayako đang khiến cho các bạn hoảng sợ. Năm nay, cô bé sẽ bước vào lớp 1. Sayako thật dễ thương. Nhưng sao các bạn lại sợ cô bé nhỉ? Sayako nhìn các bạn chơi với nhau thật vui. Và cô bé cũng muốn được nô đùa cùng các bạn. Nhưng các bạn đâu có muốn chơi với Sayako. Sayako giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cô gái của chúng ta rất thích múa và ước mơ sẽ trở thành một cô vũ công trong tương lai.
bạn của Sayako, từ Raquel đến Nikki, ai ai cũng được xinh đẹp và tài năng. Nhưng duy nhất chỉ có Rapunzel là mở lòng với Sayako mà thôi. Để học múa, Sayako sẽ cần một chiếc váy ba lê thật đẹp và rực rỡ. Chiếc váy ba lê hoàn hảo nhất sẽ đem đến cho Sayako sự tự tin và biến những khổ luyện trên sàn tập của cô gái trở thành những vinh quang dưới ánh đèn sân khấu. Dài ba lê tuyệt đẹp nữa nha. Sayako sẽ hóa thân thành nàng thiên nga đen kiêu hãnh bước ra từ tác phẩm điện ảnh cùng tên của đạo diễn Darren Aronofsky. Chỉ còn một bước nữa thôi là hoàn thành rồi. Đính nhũ và hạt lấp lánh trắng cho chiếc váy thêm phần nổi bật nhé. Đã đến lúc thay trang phục rồi, Sayako xinh đẹp ơi. Cảm ơn Dabunzo. Sayako sẽ là một cô gái tự tin và sống hết mình cho đam mê nhé. Wow! Sao nắp cống lại động đậy nhỉ? Ồ, thì ra là anh chàng Frankenstein. Ôi, cẩn thận chứ các bà mẹ. Frankenstein tới là để đưa giấy mời nhé. Yeah. Xin gửi mẹ Sayako, mẹ Rapunzel. Anh chàng tội quá kìa. Các cặp mẹ con đã sẵn sàng chưa nào? Vòng thi marathon, mẹ đẩy con trên xe đẩy hàng sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị, xuất phát. Bạn ơi, hãy cổ vũ cho các cặp mẹ con của chúng ta nhé. Ôi, mẹ Sayako đang làm mặt xấu kìa. Ghê quá đi mất. Đừng khóc nhé Rapunzel. Chúc mừng mẹ con Sayako. Một nhé. Vòng thi ăn ớt sẽ gây cấn lắm nhé các bạn ơi. Các mẹ sẽ được quyền chọn những loại ớt khác nhau để dự thi. Mẹ Sayako nhanh tay chọn những trái ớt nhỏ. Nên mẹ Rapunzel sẽ là những trái còn lại nhé. Người chiếm ưu thế đang là cặp mẹ con Sayako. Ôi, trái ớt nhỏ mà cay quá các bạn ơi. Còn trái ớt lớn thì ngọt lắm nhé. Chúc mừng mẹ con Rapunzel.
số hòa một đều. Vòng thi đá bóng hứa hẹn sẽ rất thú vị đây. Tiếng còi hai cuộc đã bắt đầu rồi. Các nữ cầu thủ mẹ con của chúng ta đang nhập cuộc rất tốt. Nhưng Sayako có ý định xấu đấy sao? Sayako ơi, chúng ta thi đá bóng chứ không thi dính bóng nhé. Ôi, một cú lừa thật điệu nghệ. Đừng buồn nhé. Nhưng sao trời lại đổ mưa đúng vào lúc này thế? Hãy mặc áo mưa và tiếp tục trận đấu nhé các cô gái. Các bạn ơi, hãy thiết kế riêng cho mẹ con Rapunzel những chiếc áo mưa kỳ lân tuyệt đẹp nhé. Đừng quên là chúng ta còn có những chiếc ô nữa nhé. Hãy đem sắc cầu vồng rực rỡ và cùng đặt chúng lên bộ trang phục tuyệt vời này nào. Cầu thủ đã sẵn sàng chưa nào? Hãy chuẩn bị trang phục và tiếp tục thi đấu nhé. Yes! Wow, các cặp mẹ con thật là xinh đẹp. Trời mưa cũng không ngăn được tinh thần thi đấu của cả hai đội nhé. Dẫn bóng và ghi bàn thôi nào các cô gái. Một đều. Tiếp tục ghi bàn nào các cô gái. 2-1 rồi. Trận đấu kết thúc. Kết quả chung cuộc 2-1 dành cho mẹ con Rapunzel. Xin gửi lời chúc mừng tới các cặp mẹ con nhé. Tạm biệt các bạn.